Xin giới thiệu với các bạn, mình đã thay đổi cái điện 5V của cái cục sạc điện thoại Samsung này thành 9V, thành 12V để dùng vào các mục đích khác nhau. Hay nói cách khác là mình đã muốn nâng tầm sử dụng của cái cục sạc điện thoại từ 5V lên điện áp cao hơn, 9V, 12V hoặc 15V, tùy theo các bạn muốn sử dụng bao nhiêu, tùy thích các bạn nha. Bây giờ mình đã làm ở đây hai cái điện áp từ 5V mà thành 9V, 12V, mình sẽ test cho các bạn xem nha. Đầu tiên là mình muốn cắm cái bằng cái đồng hồ của mình nha, mình cắm cái 5V để cho bạn thấy là đây là nguyên zin của nó, chưa làm gì cả bạn. Vẫn là 5V các bạn nha. Giờ mình sẽ thử cái tiếp theo là cái tác phẩm mình đã tác động vào và thay đổi điện áp ra. Phải đổi bảng bên này này, cái này là 9V. Cụ thể là 9,2V các bạn. 9V. Và muốn test cái cuối cùng là tác phẩm mình đã thay đổi là cái này là 12V các bạn nha. Đó. 11,9 như là 12V rồi các bạn ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách để làm như thế nào các bạn nha. Nhưng trước hết mình sẽ thử cho các bạn xem 9V, 12V này thì để dùng làm những cái việc mà các bạn yêu thích, muốn làm gì đó tùy các bạn. Bây giờ mình chỉ thử cái quạt này cho các bạn xem nó hoạt động như thế nào nha. Ở đầu ra của cái này á, mình sẽ cắm cái dây đi, cấp nguồn vào và mình sẽ kẹp cho cái quạt nó chạy. Quạt này là 12V, bây giờ kẹp 9V nó vẫn hoạt động các bạn, bình thường thôi. Rồi quạt là quay các bạn nha. Bây giờ dòng của nó đã ăn rồi nè. Khi có tải hoạt động thì dòng nó tăng lên 0,27 ampere. Vốn vẫn là không thay đổi, mình nhả dây ra cho các bạn xem này. Không thay đổi các bạn nha. Dòng là V000. Vốn vẫn là như vậy và mình kẹp lại các bạn xem này. Đó, dòng là tăng lên 0,3. Vốn vẫn là 9,2, không thay đổi các bạn nha. Mình sẽ chuyển qua cái điện 12V các bạn nha. Các bạn muốn dùng gì điện 12V này cũng được và mình sẽ kẹp cho nó chạy. Đó, bây giờ quạt nó chạy mạnh hơn các bạn. Quạt chạy rất mạnh. Âm thanh nó kêu tốc độ cao này. Dòng bây giờ cũng lớn hơn rồi ha, 0,38. Khi mình ngã dây này ra nó cũng không thay đổi vôn này, 11,9 vẫn như vậy và mình kẹp vào lại này. Âm thanh quạt chạy rất là mạnh luôn các bạn. Và không những dùng quạt mà các bạn cũng có thể dùng đèn, đèn cũng được các bạn nhé. Ở đây mình có cái đèn led 12V để chuẩn bị làm cho những cái việc thắp sáng chẳng hạn, mình cũng kẹp vào đó sáng rồi các bạn. Dòng bây giờ của cái đèn này là 0,23 các bạn, 23 các bạn nhé. Mình nhả dây ra là nó về 0,00 này. Mình kẹp lại nhé. Rất thoải mái các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm chi tiết cụ thể các bạn nhé. Cùng làm với mình nào. Chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn cùng với mình làm một cái sạc điện thoại trở thành 9V, 12V hoặc 15V tùy theo mức vôn các bạn muốn như thế nào. Từ cái cổng điện sạc điện thoại 5V này các bạn nha, các bạn có thể làm cho nó trở thành 9V, 12V hoặc 15V. Tùy các bạn muốn bao nhiêu vôn đều làm được hết các bạn nha. Trước hết các bạn hãy tháo cái điện thoại ở trong này ra. Các bạn dùng cái này bật lên rất là dễ các bạn nhé. Sau đó các bạn dùng lực để kéo cái này lên các bạn.
cũng là dễ lắm. Cái này nó rất là, ở trong này có hai cái chốt, chỉ ấn vào là nó bắt hai mũi dây điện 224 AC đây thôi, rất đơn giản các bạn nha. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu làm. Thì ở đây mình đã làm sẵn một cái bo trong cái vị trí này các bạn, mình chỉ cho các bạn xem là ở vị trí R4 này, mình chịu gần cho các bạn xem nhé. R4 các bạn nhé. Ngay vị trí R4 này các bạn cấu thêm một cái điện trợ để nó tăng điện áp ở đây ra theo như ý muốn. Và mình đã làm sẵn hai bo mạch. Ở đây là mình cấu điện trở là 1 kilo ohm các bạn ạ, thì nó sẽ ra một cái điện áp mà mình mong muốn. Và mình sẽ thử cho các bạn xem là nó ra bao nhiêu volt các bạn nhé. Mình sẽ cho nó đỏ lên để các bạn thấy. Mình sẽ dùng cái đồng hồ tự làm này gắn vào cổng USB này để đo cái dòng điện ra đây nó bao nhiêu volt các bạn nha. Mình sẽ cho nguồn điện 224 AC vào. Rồi các bạn, tất cả chỉ có vậy thôi các bạn, rất đơn giản các bạn ơi. Nó đang ra là 9,2 volt các bạn nhé. Đó, mình tắt bật nguồn sáng cho nó khỏi phải rung. 9,2 volt các bạn. Bây giờ 9,2 volt này á, mình sẽ dòng đang là 0,0,0, mình sẽ cho nó ra một cái cấp nguồn cho một cái dàn đèn LED. Rồi mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Mình có một cái bảng đèn LED hiện tại đang là 9 volt các bạn, nó đang là 9 volt, và mình sẽ cấp vào nguồn này để xem nó ăn dòng bao nhiêu các bạn nha. Sẽ dùng sợi dây điện xa này cắm đằng sau này là sẽ ra điện 9 volt các bạn. Trên hai cái kẹp này mình sẽ kẹp vào âm dương của bảng đèn LED. Rồi, sáng đẹp các bạn ơi. Rất là đẹp, sáng đẹp luôn các bạn. Để xem dòng bao nhiêu các bạn nha. 0,58A. 0,58A các bạn nha. Như vậy là cái tấm đèn LED mà mình đang cầm trên tay này á, là nó ăn cái dòng là 0, rồi bây giờ lên 0,6 ampere rồi. Ở đây mình muốn nói với các bạn là nếu chúng ta mà sử dụng nguồn 9 volt thì chúng ta sẽ dùng tải cũng là 9 volt các bạn nha. Bây giờ 9 volt này mình có thể sử dụng một cái việc khác. Ví dụ như để mình có cái quạt này các bạn, mình sẽ cho nó chạy thử các bạn nhé. Mình cho thử. Quay rất tốt các bạn. Dù là nó chạy 12 volt, 12 volt các bạn nhé. Nhưng hiện tại mình để 9 volt nó vẫn quay được các bạn. Và dòng bây giờ là gần 0,3 ampere. Gần 0,3 ampere các bạn nhé. Mình để đồng hồ cho các bạn xem. Đó. Các bạn thấy rất là tiện lợi không?
Cái đồng hồ này mình cũng mới tự làm và có một video trên cái kênh các bạn nha. Các bạn xem để biết cái cách làm như thế nào nha. Còn ở đây là mình sẽ dùng đồng hồ để kiểm tra cái điện 9V. Và các bạn nhớ là khi mình cắm cái này vào, điện 9,2V này không thay đổi các bạn này. Rồi mình tắt rồi đó. Bây giờ kẹp vào lại các bạn nha. Đó, điện áp không thay đổi, dòng tăng. Điều này rất là hay các bạn nhé, không thay đổi. Như vậy là mình đã sử dụng hai cái tải cơ bản, đó là đèn LED để chế tạo cái đèn gì đó và cái quạt để cài thử, và nó có tải rất là tốt rồi các bạn ha. Như vậy là các bạn có thể làm và không chỉ dùng 5V mà các bạn có thể đưa lên 9V để hoạt động những cái cần thiết của đèn 9V các bạn nha. Bây giờ sẽ tiếp tục mình làm một cái bo mạch 12V. Ở đây cái bo mạch này mình cũng làm rồi các bạn. Mình bỏ vào đây một cái trở là 2 kilo ohm, 2 kilo ohm các bạn nha. Mắc song song vào điện trở R4 này. Các bạn nhớ nha, thì nó lên được là 12V. Và mình sẽ bắt đầu test cho các bạn xem nha. Bây giờ sẽ chuyển qua cái bo 12V. Mình mắc song song với điện trở R4 một cái trở 2K và bỏ điện vào cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy 12V nữa không? 11.9 tức là như là 12V rồi các bạn nha. Thì 12V này các bạn có thể làm những cái thứ mà các bạn muốn nguồn 12V theo ý muốn của mình. Chẳng hạn như hồi nãy mình có cái quạt 12V, thì bây giờ mình sẽ kẹp đúng điện 12V xem sao các bạn. Mình sẽ kẹp cho nó 12V nha. Kẹp đúng âm dương các bạn nha. Cho nó đỏ lại cái đó. Rồi cho nó chạy nha. Rồi chạy chạy. Quạt chạy rất mạnh, đúng dòng của nó rồi, đúng vốn của nó rồi, thì nó chạy rất là mạnh các bạn ơi. Bây giờ lên tới 0,38 tức là gần 0,4 ampere. Quạt chạy tốc độ cao các bạn ha. Rồi mình nhả ra này, mình nhả ra thì dòng bây giờ là 0,00 ampere, vốn vẫn là 11.9. giờ mình kẹp lại các bạn này, vốn vẫn là 11.9 các bạn nha, không có thay đổi vốn này. Dòng bây giờ là 0,39 ampere. Các bạn nhớ là quan trọng nhất là cái bo nguồn này nó không thay đổi vốn các bạn nha, sau khi các bạn đã cấu điện như vậy rồi. Hôm nay mình đã giới thiệu chi tiết cho các bạn làm như thế nào rồi các bạn nha. Bây giờ 12V này không phải là chỉ dùng quạt mà nó cũng có thể dùng đèn rồi các bạn á. Mình có cái đèn này, một cái thanh đèn LED này là 12V, nối tiếp với nhau ra thành 12V các bạn. Mình cũng muốn thử xem đèn 12V đỏ như thế nào các bạn. Rồi đỏ sáng đẹp các bạn nha, vẫn là đỏ, vẫn là sáng các bạn nha. Như vậy thì các bạn có thể làm những cái gì các bạn yêu thích, tùy các bạn. Sáng đẹp, dòng bây giờ là 0,24 các bạn. Dòng của cái dàn đèn LED này là 0,24. Các bạn chú ý là cái này nó không có thay đổi các bạn nhé, không có thay đổi nha. Bây giờ mình nhả ra này, vẫn là 19V và dòng không thay đổi. À, dòng thì trở về không nè. Bây giờ mình kẹp vào nhé. Đèn sáng thì lên là 0,24 ampere, rất là hiệu quả các bạn nha. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn rất là chi tiết cách làm từ một cái cục sạc điện thoại
5V, có cổng ra 5V. Bây giờ chuyển thành là 9V và 12V. Khi các bạn làm cái này, lời cuối cùng mình muốn nói đó là các bạn khi nào mà dùng điện 12V các bạn phải thay hai cái tù này các bạn. Hai cái tù này là các bạn phải thay lên là mức là 16V hoặc là 25V các bạn nhé. Mình nghĩ 16V là được rồi. Bởi vì hai tù này bây giờ mức cao nhất của nó là đáng là 10V. Thì để lâu là sẽ nguy hiểm các bạn nhé. Các bạn chú ý đi lời mình nói nhé. Khi các bạn làm điện cao hơn 10V thì các bạn phải thay hai tù này. Còn nếu là 9V thì như cái bó mình đang làm 9V này thì không cần thay tù các bạn ha. Mình nói qua cái này một chút. Đây là các bạn đồng hồ mình tự làm. Đầu vào là để cắm cho cái nguồn điện thoại để lấy điện 5V cho đồng hồ này đỏ, và đưa ra của nó là cắm cái dây này để sạc điện thoại hoặc là để cấp nguồn cho những việc khác. Sạc điện thoại thì các bạn dùng cái dây sạc như thế này các bạn. Đấy là dây sạc điện thoại này, để sạc này. Còn hai cái cọc bên này á, là để không cần cắm điện thoại mà cắm những cái dây thường. Các bạn cắm hai cái chốt vào đây để cấp nguồn. Giống như dây này các bạn nhé. Thì nó đa dạng cách làm, chỉ là một cái cách đầu ra thôi. Đầu ra này về bên này là điều bắt song song. Nó ra nguồn giống nhau các bạn nhé. Và chi tiết như thế nào các bạn xem video trên kênh của mình các bạn nhé. Video mình xin dừng tại đây các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công giống mình. Và 9V, 12V hay là 15V các bạn tự chọn các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.